Mến chào quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như diều gặp gió, vượng vận quý nhân, giàu sang phú quý hơn người, tiền tài như ý, lộc lá đầy tay, đổi đời ngoạn mục. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ký đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý ông bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Phật trời độ mệnh người tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, được hào quang soi sáng đường đi, vơ vét hết lộc lá, thăng tiến thần tốc như vũ bão, đúng tháng năm âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Quý vị thân mến, tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 là những người thông minh, nhiệt tình, năng động, lại có tầm nhìn xa trông rộng, dám đương đầu với thử thách. Có lẽ chính vì thế mà số phận của người tuổi này vốn đã được định sẵn, phải chịu nhiều khó khăn, vất vả hơn những con giáp khác. Có những người thuộc Nhâm Dần đã trải qua nửa đời người, phải bươn trải đủ nghề, lăn lộn đến chảy ra, chóc vẩy, chỉ để mang về miếng cơm, manh áo, nuôi gia đình. Nhiều người lại chịu cảnh cơm lo từng bữa, nợ lo từng đồng, chưa có lấy nổi một ngày sung sướng. Nhưng rồi bất ngờ đến một ngày, họ lại là những người được thần Phật yêu ái hơn cả, mà ban cho những cơ hội không phải ai cũng có được. Đặc biệt, trong tháng năm âm lịch tới đây, nhờ Phật trời phù hộ, tuổi Nhâm Dần được dự báo vận đỏ hơn son, làm gì cũng được xứng ý, toại lòng, thăng tiến như vũ bão, tiền bạc ùn ùn kéo đến, giúp trả sạch nợ nần, đổi đời trong chớp mắt. Vậy chi tiết ra sao? Xin mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Trước hết, xin mời quý vị hãy cùng điểm qua đôi nét tổng quan tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, cùng với đó là những nét tính cách độc đáo, khác biệt, giúp phân biệt tuổi Nhâm Dần với những con giáp khác. Quý vị thân mến, tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, mệnh kim, nạp âm là kim bạch kim, tức là vàng trang sức, là đồ vật gắn liền với cuộc sống con người. Họ không bao giờ ngại lùi bước trước khó khăn. Quan điểm của người này là khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu thì chiến công càng vang dội, hãnh diện bấy nhiêu. Tuổi Nhâm Dần bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị, họ sẽ không làm những công việc tầm thường, vô ích, không đem lại cho mình tiếng tăm. Người tuổi này có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi, điều đó giúp cho họ thu thập được thông tin, kiến thức ở bất kỳ đâu. Với con mắt nhìn xa, trông rộng, những người tuổi này có thể nhìn nhận phân tích một vấn đề một cách khoa học, logic, ít khi thấy họ mắc phải sai lầm. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời, đó là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Những việc người khác không làm được, thì tuổi Nhâm Dần lại giải quyết rất nhanh chóng. Lý do là bởi họ không bao giờ sợ hãi, khuất phục trước công việc khó khăn nào. Họ coi trọng danh dự và chữ tín của mình, có trách nhiệm với công việc và với mọi người xung quanh. Vì vậy họ thường hay ra tay, bảo vệ những con người yếu đuối, khổ cực. Bản mệnh có vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng sâu trong nội tâm thì họ lại là những người sống giàu tình cảm. Họ thật thà, chân thành với mọi người, không bao giờ lừa dối, lợi dụng ai. Giữa đám đông, tuổi Hổ năng động, nhiệt tình, nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Dường như những người này luôn lạc quan, yêu đời, không bao giờ cảm thấy áp lực, mệt mỏi trong cuộc sống. Tuổi Nhâm Dần khi hứa điều gì, nhất định họ sẽ thực hiện. Dù có gặp phải nhiều khó khăn, rắc rối cũng sẽ không bỏ cuộc. Họ đặt danh dự uy tín của mình lên hàng đầu. Bởi vậy tuổi này luôn được mọi người xung quanh tin tưởng và yêu quý. Trong cuộc sống, họ là những người biết lắng nghe, chia sẻ và luôn cần những lời khuyên từ mọi người. Phụ nữ tuổi Nhâm Dần có cá tính khá mạnh mẽ và cuốn hút. Khi xuất hiện trước đám đông, cô ấy luôn là người nổi bật nhất, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh. Không những xinh đẹp, phụ nữ tuổi này còn rất thông minh và tài giỏi. Họ sẽ không an phận là một nữ nhi tầm thường, ngược lại luôn phấn đấu để xây dựng sự nghiệp và địa vị cho mình. Nữ mệnh chủ tuổi này
thích cuộc sống độc thân, tự do, thoải mái, không bị gò bó bởi bất kỳ điều gì. Đó là lý do tại sao họ có xu hướng kết hôn khá muộn. Ngoài thời gian làm việc, cô ấy đặc biệt thích làm đẹp cho bản thân, sẵn sàng đầu tư một số tiền lớn để mua sắm, chăm sóc sắc đẹp. Họ có tâm hồn yêu thiên nhiên, động vật và những đứa trẻ. Đàn ông tuổi Nhâm Dần nhận thức được sự ảnh hưởng của tiền bạc, địa vị và quyền lực. Vì thế, họ sớm trưởng thành, có ý chí quyết tâm, tự thân lập nghiệp. Họ thích làm việc độc lập, không phụ thuộc, ỷ lại vào ai. Bản mệnh khi còn trẻ đã ham học hỏi, thông minh hơn bạn bè cùng lứa. Càng trưởng thành thì họ càng có đam mê tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ xung quanh. Nếu phải lựa chọn giữa cuộc sống an nhàn, bình yên, tầm thường với cuộc sống xa hoa, sung sướng, thì tuổi này sẽ đấu tranh để hướng tới cuộc sống xa hoa và uy quyền. Điều mà những người tuổi Nhâm Dần phải mất cả đời để học, đó là cách kiềm chế bản thân. Họ dễ xúc động, cũng dễ nổi giận vì nguyên nhân nào đó. Mỗi cơn nóng giận đi qua, hậu quả nó để lại không thể lường trước. Có lúc họ vô tư, yêu đời lạ thường, nhưng cũng có lúc những chú hổ lại chán nản và buồn phiền. Trên phương diện tình bạn, bản mệnh dễ dàng kết nối được với những người tuổi Hợi, bởi lợn thì hiền lành, nhường nhịn, sẽ không bao giờ khiến hồ phải tức giận. Trên phương diện đối tác làm ăn, tuổi Nhâm Dần có thể hợp tác với người tuổi Tuất, tạo nên một mối quan hệ gắn bó lâu dài, dựa trên sự trung thành và tin tưởng lẫn nhau. Tiếp đến là tổng quan về vận trình trong tháng 5 âm lịch của người tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Tử vi tháng 5 âm lịch tuổi Nhâm Dần dự báo, tháng này của bạn phải gọi là đại cát, khi mà Nguyệt Lệnh và Tinh Tú đều đồng loạt ủng hộ bạn. Đầu tháng, thiên can Bính Hỏa tọa Nguyệt Lệnh sinh vượng, thiên tài gặp cát, nên sự nghiệp có điểm thăng tiến. Cuối tháng Bính Hỏa tiếp nhận ngôi vương, đem tới các khí cho kiếp tài, ngũ ý đường công danh rộng mở. Ngoài ra, thái âm cát tinh che chở, người tuổi Nhâm Dần nên hợp tác với những người là nam giới thì sẽ được hỗ trợ nhiều, bởi thái âm cát tinh vốn đại diện cho nam mạng và dương khí mạnh, nên những người nam sẽ mang lại may mắn cho mạng chủ. Tháng này, nhân duyên vượng, người tuổi Nhâm Dần sẽ cảm thấy hòa hợp hơn với đối phương. Những tranh cãi trước đó cũng không làm ảnh hưởng đến khoảng thời gian tốt đẹp này. Tuy nhiên, kiếp tài xuất hiện, dự báo tình hình nhân duyên trong tháng sẽ có nhiều biến động. Tình trạng sức khỏe của bản mệnh trong tháng không được mấy khả quan, có thể là do thời tiết quá nóng bức, bản mệnh nên chú ý hơn tới việc ăn uống và tập luyện để nâng cao sức khỏe. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Nhâm Dần âm lịch thấy rằng bản mệnh sẽ gặt hái được nhiều thành tích đáng mừng. Trên phương diện sự nghiệp trong tháng này, bạn đã cố gắng suốt một thời gian dài vừa qua và nay là lúc bạn được nhận thành quả xứng đáng. Với người tham gia các buổi thi cử, tuyển chọn, bạn dễ dàng gây ấn tượng với giám khảo nhờ kiến thức phong phú và cách hành xử điềm tĩnh của mình. Nhiều người sẽ được chọn vào vị trí hoặc đỗ vào nơi mà mình mơ ước từ lâu. Đây chính là bước đi đầu tiên trên con đường thành công của bạn. Với người đã có công việc ổn định, thời điểm này, bạn xây dựng được quan hệ xã giao hài hòa. Bạn đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến và giúp đỡ. Vì vậy mà công việc dù khó khăn đến mấy cũng có thể hoàn thành đúng thời hạn. Các công việc nhóm cần sự hợp tác của nhiều người cũng sẽ thu được kết quả rất khả quan. Nguyệt Lệnh trường sinh còn đem thêm nhiều cát lợi cho sự nghiệp của con giáp này. Bạn càng nhiệt tình giúp đỡ người khác bao nhiêu thì càng có nhiều cơ hội gặp được quý nhân bấy nhiêu. Quý nhân xuất hiện sẽ giới thiệu cho bạn những hướng đi mới đầy triển vọng. Tuy nhiên, dù thuận lợi đến mấy thì đôi khi bản mệnh vẫn phải chịu tác động của hung tinh ngũ quỷ, khuyên bạn chớ nên hoang mang, coi thường người khác hoặc chủ quan, lơ là trong những công việc quen thuộc. Không ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người, kẻ xấu vẫn luôn rình rập, chờ đợi cơ hội để hạ bệ bạn đấy. Về phương diện tài lộc, căn cứ tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Nhâm Dần âm lịch, tài lộc của người tuổi Nhâm Dần có những điểm sáng đáng kể trong thời điểm này. Nguồn tiền đổ về túi ảo ảo, khiến bạn có thể thoải mái chi tiêu hơn, không còn rơi vào cảnh thắt lưng buộc bụng như khoảng thời gian trước đó nữa. Người làm công ăn lương, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nên nhiều khả năng sẽ được nhận thêm các khoản hoa hồng, thưởng nóng. Thậm chí một vài người chạm tay vào cơ hội thăng quan, tiến chức thì tiền lương cũng tăng tiến là việc hiển nhiên. Bạn không chỉ cải thiện cuộc sống trong một tháng mà còn là trong khoảng thời gian từ nay về sau. Người làm ăn kinh doanh biết chấp lấy cơ hội làm ăn phù hợp với khả năng của mình, nên khách hàng, đối tác luôn đổ tới dồn dập.
có thể thấy rằng, dù hơi vất vả một chút, song bạn sẽ rất hài lòng với những gì mình đã làm được. Tháng này còn là thời điểm thích hợp để bạn ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô kinh doanh, sản xuất của mình. Hãy tin tưởng vào năng lực của bản thân, bạn sẽ còn tiến xa hơn thế này nữa. Tuy nhiên, ngũ quỷ hung tinh vẫn luôn tiềm ẩn, bạn cần tránh lo việc bao đồng, khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt lúc nào không biết. Trong quá trình làm ăn, hãy cẩn thận trước những chiêu trò không trong sạch. Trước khi ký kết hợp tác với ai, thì cần kiểm chứng thông tin, tìm hiểu về đối phương cẩn thận. Về phương diện tình cảm, gia đạo, người tuổi Nhâm Dần cũng luôn được sống trong bầu không khí hạnh phúc trong tháng này. Nửa kia của bạn là người dịu dàng và thấu hiểu, nên bạn luôn có thể thoải mái tâm sự mọi điều với đối phương. Người ấy vừa có thể giúp bạn gỡ rối, vừa giúp bạn có thêm động lực để tiến về phía trước. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong nhà cũng có nhiều cải thiện. Đôi bên đã biết lắng nghe nhiều hơn, đồng thời cùng hạ kết tôi của mình xuống, nên mọi mâu thuẫn đều có thể được hóa giải. Với người độc thân, bạn có thể được người nhà hoặc bạn bè thân quen giới thiệu cho đối tượng triển vọng. Hai người trò chuyện hợp nhau ngay từ những lần đầu tiếp xúc đây chính là một dấu hiệu rất đáng mừng, báo hiệu nhiều niềm vui khác sẽ đến vào sau này đấy. Ngoài ra, nhờ mối quan hệ rộng rãi, bạn cũng có thể tự gặp được người phù hợp qua những buổi xã giao, cứ tự tin kéo gần khoảng cách với đối phương, sự chân thành của bạn có thể khiến người ấy cảm động. Về phương diện sức khỏe, tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Nhâm Dần âm lịch thấy rằng người tuổi Nhâm Dần không gặp vấn đề gì cần lo lắng về sức khỏe. Bạn duy trì được thể trạng của mình, nên làm việc gì cũng rất nhiệt tình, hăng hái, gặt hái được thành tích cao. Tuy nhiên, con giáp này cần nhớ không nên làm việc quá sức, khiến cơ thể mệt mỏi. Dù có đang bận rộn đến đâu, bạn cũng nên đúng giờ ăn uống, đúng giờ nghỉ ngơi, tiền bạc có thể kiếm dần dần, nhưng sức khỏe đã bị tổn hại thì khó mà khôi phục như xưa. Vậy trong từng giai đoạn của tháng 5 âm lịch, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962? 1. Tử vi 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch. Xem tử vi 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch, người tuổi Nhâm Dần đang được nhận rất nhiều vận may, đặc biệt là ở phương diện tài lộc. Trong thời gian này, không chỉ việc hợp tác kinh doanh thuận lợi, mà còn có cơ hội ký kết được những hợp đồng lớn, mang lại nhiều lợi nhuận. Những người theo nghiệp bất động sản sẽ nhận được món hời không nhỏ. Nhân lúc làm ăn thuận lợi, bạn nên biết đáp lễ những người đã hỗ trợ bạn nhiệt tình trong thời gian qua. Những vận may bạn đang có, hoàn toàn không chỉ do mình bạn tạo nên, đó là sự tập hợp sức mạnh của nhiều người. Tuy nhiên, trong lúc này, bạn cũng nên cẩn trọng trong mọi hành động của mình. Bạn nên lưu ý trong những lời nói, tránh tình trạng đứng núi này trông núi nọ mà gặp cảnh éo le. Có nền tảng tài chính, lại thêm ý tưởng hay ho, cùng động lực cải thiện uy tín và địa vị, con giáp này chắc chắn sẽ gặt hái thêm nhiều trái ngọt, bản thân bạn cũng hài lòng với những gì mình đã bỏ ra. Thời gian này còn mang tới những tín hiệu tích cực cho chuyện tình cảm của Nhâm Dần. Những bạn đã có đôi thì sống trong những phút hạnh phúc ngập tràn, yêu và được yêu, cả hai không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình mà chẳng suy nghĩ quá nhiều. Quý nhân, Ngọ, Tuất. Tiểu nhân, Thân, Tỵ. Màu sắc may mắn, xanh lá cây, nâu. Con số may mắn, 67-23, 12. 2. Tử vi 10 ngày giữa tháng 5 âm lịch. Xem tử vi 10 ngày giữa tháng 5 âm của người tuổi Nhâm Dần cho thấy hung cát đan xen, họa phúc hay không phần nhiều do chính mình quyết định. Đường tình duyên của con giáp này trong giai đoạn này không mấy tươi sáng, có lẽ sẽ gặp phải những trục trặc, khúc mắc trong mối quan hệ đôi bên. Đường tài lộc khá ổn định và luôn trên đà thăng tiến, cả chính tài và thiên tài đều xuất hiện, báo hiệu các khoản lương thưởng không thể thiếu được trong tử vi của người tuổi Nhâm Dần thời gian này. Bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tiết kiệm một khoản để đầu tư vào các mảng khác, cũng như để dành khi có việc cấp bách. Vận trình công danh sự nghiệp, tuy có Thái Dương trợ mệnh, giữ ổn định cho cả tuần, nhưng nếu xét chi tiết theo tử vi hàng ngày, thì vẫn có khá nhiều điểm bất ổn. Thương quan hiếu thắng có thể khiến cho bản mệnh đưa ra những quyết định sai lầm khi chưa suy nghĩ được kỹ càng. Tuy có chính quan bảo trợ về tinh thần làm việc cũng như năng lực của con giáp này, nhưng một lỗi lầm không đáng có vào thời điểm nhạy cảm cũng có thể khiến cho con đường tiến thân của bạn bị tụt lùi. Tuy nhiên, trong lúc này bạn cũng nên cẩn trọng trong mọi hành động của mình,
bạn nên lưu ý trong những lời nói, tránh tình trạng đứng núi này trông núi nọ mà gặp cảnh éo le. Có nền tảng tài chính, lại thêm ý tưởng hay ho, cùng động lực cải thiện uy tín và địa vị, con thấp này chắc chắn sẽ gặt hái thêm nhiều trái ngọt, bản thân bạn cũng hài lòng với những gì mình đã bỏ ra. Theo dõi tử vi phương Đông, thiên diêu chủ đào hoa, giúp cho đào hoa vượng, nhưng chỉ có lợi cho người độc thân là chủ yếu. Riêng với những cặp đôi thì đào hoa quá vượng lại hóa thành tai họa, khi mà các mối quan hệ khác phái có nguy cơ vượt quá giới hạn, đe dọa đến hạnh phúc gia đình, khiến cho đôi lứa nảy sinh nghi ngờ, mất lòng tin vào nhau. Quý nhân, Thìn, Ngọ. Tiểu nhân, Thân, Hợi. Màu sắc may mắn, xanh nước biển, xanh rêu. Con số may mắn, 8902-53. 3. Tử vi 10 ngày cuối tháng năm âm lịch. Người tuổi Nhâm Dần thời gian này cát lành, phúc khí tới ầm ầm, xua tan những bóng mây đen tối mang theo xui xẻo trước đó. Chuyện tình cảm khởi sắc rực rỡ, người độc thân thể hiện sức quyến rũ của mình với người khác phái một cách ngoạn mục. Có lẽ những người xung quanh cũng phải bất ngờ vì sức hấp dẫn tiềm ẩn phía sau con người bạn. Công việc của bản mệnh đang diễn ra rất tốt, nên chuyện được cất nhắc tăng lương không còn xa vời, thu nhập dần ổn định và thậm chí còn có thêm những khoản thưởng ngoài dự kiến. Tài lộc đổ về ào ào như nước, người thầy Nhâm Dần có vận trình tài lộc vô cùng hanh thông, người làm kinh doanh phát tài phát lộc, thực thần mang tới cho bản mệnh những cơ hội làm ăn hiếm có. Có cát khí che chở, con giáp này có thể giải quyết được một số vấn đề khúc mắc tồn tại từ trước đó, hoặc đưa ra giải pháp phù hợp để cùng đội nhóm của mình vượt qua khó khăn hiện tại, khả năng lãnh đạo của bạn cũng được bộc lộ rõ ràng thông qua đó. Bên cạnh công việc, các mối quan hệ của bạn đều đang tiến triển tốt đẹp, không chỉ quan hệ với các thành viên trong gia đình, với người ấy, mà quan hệ với đồng nghiệp cũng rất khả quan, tinh thần của bạn nhờ vậy thêm phần phơi phới. Theo dõi tử vi phương Đông, thiên đức cát tinh, giúp cho người tuổi Nhâm Dần tránh được những cạm bẫy do kẻ xấu bày ra. Thiên quan vẫn đang rình rập, nhưng cát tinh này đã hóa giải được những hung vận có thể xảy ra. Bản mệnh cần phải tập trung vào công việc của mình, chớ nên lo những chuyện bao đồng mà tự kéo thêm phiền phức. Quý nhân, Mão, Ngọ. Tiểu nhân, Dần, Tỵ. Màu sắc may mắn, trắng, xanh lam. Con số may mắn, 5609-24. Cẩm nang vượng vận cho tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, tháng năm âm lịch 2024. Quý vị thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ, thuận lợi, chắc chắn chúng ta cần tìm được những đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài, vượng lộc, thu hút may mắn. Vậy người tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? 1. Tuổi Nhâm Dần với tuổi Tý. Chuột hơi nhút nhát sẽ là hậu phương vững chắc cho hổ ngoài chiến tuyến. Tuổi Tý nhanh nhẹn, tháo vát, có thể đảm nhiệm vai trò rất tốt trong các buổi họp để gặp gỡ các khách hàng tiềm năng và các tổ chức thương mại khác. Chuột khi đã làm việc thì tâm huyết hết mình, đa số những công việc nào giao cho chuột đều được giải quyết đến nơi đến chốn. Khi nói về chuyện làm ăn giữa tuổi Tý và tuổi Nhâm Dần, cả hai cần phân biệt rất rạch ròi, xem ai là người đứng đầu và vị trí tốt luôn phải giao cho hổ, vì con người này thích mình luôn đứng ở đầu. Chuột hơi nhút nhát sẽ là hậu phương vững chắc cho hổ ngoài chiến tuyến, tuổi Tý nhanh nhẹn, tháo vát, có thể đảm nhiệm vai trò rất tốt trong các buổi họp để gặp gỡ các khách hàng tiềm năng và các tổ chức thương mại khác. Chuột khi đã làm việc thì tâm huyết hết mình, đa số những công việc nào giao cho chuột đều được giải quyết đến nơi đến chốn. 2. Tuổi Nhâm Dần với tuổi Sửu. Sửu và Dần có cách sống khá khác biệt, tuổi Nhâm Dần có nét gì đó hoang dã và khó thuần, ngược lại, tuổi Sửu hiền lành và rất thuần tính. Tuổi Hổ thích mạo hiểm, trong khi tuổi Trâu lại sống khép mình và nội tâm. Hổ thích đi đó đây, còn Trâu lại thích tích lũy và ổn định ngay từ đầu. Nhưng tệ hơn cả là cả hai con giáp này đều cho mình là đúng, chẳng bên nào chịu nhường nhịn và không tìm thấy điểm tốt của bên kia. Nếu là đối tác kinh doanh, họ có thể kết hợp và tận dụng được những thế mạnh bên kia có. Nếu cả hai cùng cầu thị, người cầm tinh con Hổ có thể học được rất nhiều điều bổ ích từ tuổi Trâu, sâu sắc và chăm chỉ. Bên cạnh đó, tuổi Trâu có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong công việc vì luôn có tuổi Hổ thông minh, táo bạo và thường đưa ra những ý tưởng mới. Sửu sẽ dạy Dần cách bình tĩnh và tập trung, ngược lại Dần chỉ cho Sửu cách đưa ra ý tưởng và mở rộng kiến thức.
3. Tuổi Nhâm Dần với tuổi Dần. Người tuổi Dần tương đối mạnh mẽ và cá tính. Người tuổi Dần mang trong mình phong thái tự tin, thích làm chủ và tự động hơn là lệ thuộc và nghe lời người khác. Không những thế, người tuổi này còn được đánh giá là khá nóng nảy, khó có thể kiềm chế được cái tôi cá nhân. Trong hợp tác làm ăn, tuổi Dần và tuổi Nhâm Dần, sự hợp tác không được tốt cho lắm vì cả đôi bên đều khuyết thiếu thái độ nhân sinh cùng ý tưởng kinh doanh. 4. Tuổi Nhâm Dần với tuổi Mão. Tuổi Hổ không thích việc phải tuân thủ mệnh lệnh nên lựa chọn việc làm lãnh đạo hoặc hơi có chút nổi loạn. Con giáp này là người khá nhạy cảm, sống cảm xúc, khá bướng bỉnh và hay nghi ngờ. Với những người tuổi Mão, thường là những người có bản tính kiên cường, rất thích một cuộc sống yên ổn, thường họ sẽ tìm cách tránh những xung đột và cạnh tranh trong cuộc sống. Trong công việc, người tuổi Nhâm Dần mang một thái độ quyết đoán, mạnh mẽ và sự tự lập tài chính, giúp dễ dàng đạt được những thành công. Nhưng nếu những điều đó kết hợp cùng một người tuổi Mão, thì thành công sẽ vang dội hơn nữa. Chính bởi những đức tính của tuổi Mão như kiên nhẫn, nhanh nhẹn, cùng với đó là sự khéo léo trong nhiều tình huống, cả hai sẽ bù trừ những yếu điểm của đối phương. Nếu hai con giáp trên quyết định cùng hợp tác với nhau, họ cần phải tổ chức cũng như phân chia công việc một cách rõ ràng, rành mạch. Trong kinh doanh, người tuổi Dần nên là người dẫn đầu và chịu trách nhiệm chính. 5. Tuổi Nhâm Dần với tuổi Thìn. Người tuổi Nhâm Dần có tính cách rất mạnh mẽ, không sợ hãi, luôn can đảm đối mặt với mọi vấn đề. Ngoài ra, họ còn là người nghiêm túc, có quan điểm đạo đức rõ ràng và luôn kiên quyết không làm những điều trái với suy nghĩ của bản thân. Nhiều bạn cũng biết, rồng thường thích sống theo cách của mình và họ luôn khao khát vị trí đứng đầu, luôn muốn là người lãnh đạo. Với bản tính thích thể hiện, muốn có được sự chú ý của mọi người xung quanh, đôi khi người tuổi Thìn có thể làm ra những hành động hơi lố, thái quá. Trong kết hợp làm ăn, kinh doanh, tuổi Nhâm Dần và tuổi Thìn rất khó hòa hợp bởi vì liên quan đến làm ăn là liên quan đến quyền lợi. Trong khi cả hai con giáp này đều ham muốn quyền lợi, cả hai đều cho rằng mình là người có quyền quyết định cuối cùng và những suy nghĩ, định hướng của mình là điều đúng đắn nhất. Chính vì điều này đã khiến cho việc kết hợp cùng nhau làm việc của hai con giáp này xảy ra nhiều khó khăn hơn. 6. Tuổi Nhâm Dần với tuổi Tỵ. Tuổi Nhâm Dần và tuổi Tỵ khó có thể tìm được những điểm chung làm cơ sở cho một mối quan hệ bền vững. Cả hai con giáp này đều dễ tính nhưng đều thích làm theo ý mình. Hai hành tinh này nếu là đối tác kinh doanh thì tốt hơn là một cặp yêu nhau, bởi sẽ có rất nhiều lý do tiềm ẩn để cặp đôi này nảy sinh mâu thuẫn. Rắn có tính sở hữu và rất hay ghen trong tình yêu. Rắn cần một bờ vai để dựa khi thấy buồn hoặc thích người yêu đưa mình đi đây, đi đó. Tất cả những điểm trên đều rất khó tìm thấy trong con người Hổ, bởi Hổ vốn là người thích tự do và thích làm theo cách riêng của mình. Tuy vậy, họ lại cùng nhau làm ăn khá tốt. Tuổi Rắn vốn rất may mắn trong chuyện kiếm tiền, nhờ khả năng đối ngoại và giao tiếp tốt. Bên cạnh đó, tuổi Hổ dũng cảm và tính tình khá thoáng, sẽ biết cách để thúc đẩy sự nghiệp kinh doanh phát triển mạnh mẽ. Vậy nhưng, vấn đề mấu chốt là cả hai con giáp này cần hiểu và hỗ trợ cho nhau. 7. Tuổi Nhâm Dần với tuổi Ngọ. Về phương diện kinh doanh, Hổ và Ngựa có thể hợp tác tốt, họ sẽ tạo nên một môi trường làm việc, hứng thú, vui vẻ và năng động. Công việc sẽ tăng trưởng tốt nhờ vào những sáng kiến tốt đẹp và tư duy luôn đổi mới. Tất nhiên, trong công việc, người tuổi Hổ nên đóng vai trò chỉ đạo và phải để mắt tới tuổi Ngựa vì họ rất dễ nhảy việc. Khi đi với nhau, thì dù là bạn bè, người yêu hay đối tác làm ăn, họ đều có thể hòa hợp viên mãn. Không chỉ thế, khi hai hành tinh này hút nhau, họ còn tạo nên một quỹ đạo lớn với các vệ tinh vây xung quanh là cả nhóm bạn đa dạng. Về phương diện kinh doanh, Hổ và Ngựa có thể hợp tác tốt, họ sẽ tạo nên một môi trường làm việc hứng thú, vui vẻ và năng động. Công việc sẽ tăng trưởng tốt nhờ vào những sáng kiến tốt đẹp và tư duy luôn đổi mới. Tất nhiên, trong công việc, người tuổi Hổ nên đóng vai trò chỉ đạo và phải để mắt tới tuổi Ngựa vì họ rất dễ nhảy việc. 8. Tuổi Nhâm Dần với tuổi Mùi. Người tuổi Mùi là người theo chủ nghĩa hòa bình, họ nhẹ nhàng, ôn hòa, bình tĩnh và không thích cự cãi với người khác. Tuổi Nhâm Dần dũng mãnh, gan góc và thích nắm quyền. Tuổi Mùi tuy thích hướng về ngôi nhà của mình và có phần nhút nhát hơn, nhưng không vì thế mà không thao tác theo ý mình. Mùi cũng thích biểu lộ mình trong việc làm, phải đi theo con đường riêng mà không cần sự chỉ huy của Dần. Nếu hai hành tinh này là đồng nghiệp,
dần cần để khoảng trống cho Mùi phát huy năng lực, phát minh, sáng tạo. Tuy trong con người Mùi có tính nghệ sĩ, nhưng không do đó mà không đảm nhiệm tốt được việc làm kinh doanh, thương mại. Trong việc làm, Mùi không thích mạo hiểm, làm điều gì cũng phải chắc như đinh, dù gì thì Mùi vẫn suôn sẻ, vì được thao tác cùng Dần, vì sự sáng sủa, quả cảm, vui nhộn của Dần là món quà tặng kèm lớn so với tuổi Mùi vốn bi quan và mẫn cảm. 9. Tuổi Nhâm Dần với tuổi Thân. Hổ và Khỉ khó có thể tìm thấy những điểm chung, là hai con giáp đối diện nhau trong vòng hoàng đạo. Giữa họ thường xuyên có mâu thuẫn, ban đầu họ khá cuốn hút nhau bởi cả hai đều hài hước, dễ tính. Người tuổi Hổ dũng cảm, gan dạ và khá ga lăng, khiến tuổi Thân rất ngưỡng mộ. Trong công việc, hai hành tinh này cũng có nhiều việc cần bản Dần nghiêm khắc và yêu cầu Thân phải làm việc nhiều hơn, trong khi đó Thân thích chơi nhiều hơn làm. Hai con giáp này nhanh chóng chán nhau bởi Thân coi Dần là kẻ thích làm bề trên, còn trong mắt Dần, Thân là mẫu người lông bông và ham chơi. 10. Tuổi Nhâm Dần với tuổi Dậu. Hai tuổi Nhâm Dần và Dậu có một số tính cách bổ sung cho nhau, nhưng cũng có những điểm khó có thể hòa hợp được. Để mối quan hệ bền vững, cả hai đều cần nhún nhường một chút để chiều người kia. Khi cả hai đều tỏ ra mình là người quan trọng, thì mâu thuẫn khó có thể tránh khỏi. Tuổi Dậu khá cầu toàn, điều này có thể coi là đòi hỏi khá lớn đối với tuổi Nhâm Dần. Bởi người cầm tinh con hổ không muốn tuân theo bất kỳ sự dạy bảo nào, mà luôn làm theo cách riêng của mình. Tuy nhiên, nếu Dần và Dậu là đối tác kinh doanh, họ sẽ kết hợp với nhau khá tốt. Trong lĩnh vực này, Dần đánh giá cao Dậu về những nỗ lực cải thiện công việc và năng lực làm việc, khiến Dần không thể phàn nàn. Người tuổi Gà thì vui vẻ, để tuổi Hổ ở vị trí dẫn đầu và tình nguyện làm hậu phương vững chắc. 11. Tuổi Nhâm Dần với tuổi Tuất. Dần và Tuất có khá nhiều điểm chung và người này luôn tìm cách làm cho người kia hài lòng. Hai hành tinh này trung thành và luôn thích bảo vệ nhau. Nếu là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ kết hợp làm ăn khá lý tưởng với nhau, tạo thành một đế chế thịnh vượng và phát triển. Đó là sự kết hợp của sự thông minh, dũng cảm, sáng tạo của tuổi Nhâm Dần và sự trung thành đáng tin cậy của tuổi Tuất. Thỉnh thoảng, Tuất cũng góp những ý tưởng mới cho công việc chung của hai người. Bởi vậy, việc kinh doanh chung của hai hành tinh này khá thuận lợi. Điều mà Tuất thấy không hài lòng nhất ở Dần là đôi khi Dần nhanh chán và ít kiên trì hơn Tuất. Tuy nhiên, mọi bất đồng đều được giải quyết khá ổn thỏa. 12. Tuổi Nhâm Dần với tuổi Hợi. Xét về tính cách, Dần là người nhạy cảm, còn có thể gọi là có giác quan thứ 6. Họ rất khó để mở lòng với người khác. Nhưng khi thân thiết thì không tính toán và dốc hết mình. Nhưng họ cũng thuộc diện tính khí thất thường, họ khá mạnh mẽ và quyết đoán, mệt mỏi hay thất vọng, họ thường giấu cho riêng mình. Họ rất rõ ràng, nên ai đối xử với họ thế nào, họ sẽ đối xử lại giống như vậy. Còn với người tuổi Hợi là những người chất phác, lành tính, đơn giản, không khoa trương. Họ là những con người tốt bụng và thân thiện, luôn bao dung với các mối quan hệ và không tính toán thiệt hơn. Người tuổi Hợi luôn ôn hòa, trung thực, có tinh thần hào hiệp và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, ngay cả khi họ không nhờ. Khi là đối tác kinh doanh, con giáp tuổi Nhâm Dần và con giáp tuổi Hợi sẽ tạo thành một tập thể vững vàng, với điều kiện cả hai cùng đi chung một con đường. Con giáp tuổi Hợi khá chăm chỉ và sự nỗ lực của tuổi Hợi sẽ tạo tiền đề thật tốt để con giáp tuổi Nhâm Dần phát triển ý tưởng sáng tạo trong kinh doanh. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, ai cũng có rất nhiều việc cần làm trong ngày, nhưng nên nhớ chúng ta chỉ có 24 tiếng, do đó chỉ có thể làm một số việc nhất định, một số việc để sang ngày khác. Chỉ nên làm vừa phải, vì khi đó mới đủ tập trung làm hoàn thiện hơn. Nếu danh sách việc phải làm quá nhiều, chúng ta sẽ làm gấp rút, hết việc này sang việc khác, cho nên tâm chúng ta sẽ không có phút giây nào dừng lại để suy nghĩ về những gì chúng ta đang làm. Ngoài ra, đừng quên đặt các khoảng thời gian trống giữa các công việc. Điều này giúp cho chúng ta có một lịch trình thoải mái. Để làm những việc trên, thì nên đặt lịch làm cho mọi việc, tuy không cần quá chi tiết, nhưng đủ để bạn tập trung hoàn thành từng việc. Để sống đơn giản như thiền sư, bạn phải hiểu rằng họ chia ra thời gian để tắm, làm việc, thời điểm để lau dọn, ăn uống. Điều này để đảm bảo các việc làm sẽ được thực hiện thường xuyên. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962.
Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.